Chào tất cả mọi người. Hôm nay nói về cái việc bấm móng chân cho con chó, cái cách bấm móng chân cho con chó như thế nào để mà con chó nó chịu cho mình bấm. Như mấy cái con rốt của mình thì nó rất là dễ bấm, bởi vì sao? Bởi vì là mình giữ được cái nguyên tắc cho chúng nó là mình không bao giờ bấm làm chúng nó đau. Nếu có làm chúng nó đau rồi thì lại phải giữ chúng nó lại để mà an ủi chúng nó và tiếp tục bấm, làm cho nó không đau. Tức là đã đau rồi thì lại chúng ta không thể kết thúc bằng một lần bấm lỗi được. Có thể nhiều khi chúng ta bấm móng chân cho chúng nó là nó bị lỗi, làm con chó nó bị đau. Nhưng nếu chúng ta dừng lại thì con chó nó sẽ nhớ mãi về cái việc là chúng ta cứ sờ đến chân của nó làm nó đau thì con chó nó sẽ không đồng ý cho chúng ta bấm. Đó. Thì cái cách bấm móng chân là đơn giản nhất là chỉ có giữ một cái nguyên tắc là không được làm chó đau. Và nếu mà làm cho con chó đau ấy thì lại không được dừng, mà sau khi an ủi con chó là chúng ta sẽ phải bấm tiếp không đau, để cho con dù là bấm xong rồi đi chăng nữa thì chúng ta giả vờ chúng ta bấm rất nhẹ một vài cái móng khác để cho con chó nó không bị đau, để con chó nó không nhớ là cái cảm giác là cứ bị sờ đến cái chân là bị đau. Đấy, mọi người nhớ một cái nguyên tắc như thế thôi. Còn cái cách bấm thì đơn giản thôi. Đây, Siro nằm quay mặt về đây, quay lại, làm thế này, đây lùi mông lại đây, để anh bấm cái móng chân ra, móng chân Siro dài quá rồi. Còn vì sao phải bấm móng chân ấy thì tại vì là như thế này này, một là do cái chỗ nuôi của chúng ta, thôi Messi tí nữa đến là Messi xuống dưới đó, xong Siro đã rồi đến Messi cứ xuống đi, Messi à, đi xuống dưới, Messi xuống. Xe mất cái chân của con rồi. Ok, tí nữa. Ngồi được rồi, ngồi đấy. Tí nữa xong Messi rồi đến, xong con Siro rồi đến lượt Messi. Messi nằm xuống. Siro nằm xuống. Đó, chúng nó nhìn thấy cái bấm móng chân nhưng mà chúng nó còn tranh nhau, chúng nó phi lên trên này thì mọi người phải biết là đấy là chúng nó không có e ngại gì với này cái bấm này cả. Bởi vì sao? Bởi vì mình giữ được cái nguyên tắc không làm cho chúng nó bị đau. Không làm cho chúng nó bị cái cảm giác là cứ bấm móng chân là đau. Có thể có những cái phát nhỡ ra là nó bị đau, nhưng mà không phải là việc bấm móng chân là làm đau cho nó. Đó. Còn lý do tại sao phải bấm thì là bởi vì một là do cái chỗ nuôi có thể nền trơn, con chó nó sẽ không có chỗ để nó mài móng. Là một, giả sử như nhà mình nuôi ở trên phòng, trong phòng nền đá hoa này là một này, nhưng ở trên tầng thượng nhà mình có nền xi măng, nhưng mà nó rơi vào cái trường hợp thứ hai là có nhiều con nó không tự mài móng. Đó. Thì giả sử như ở nhà mình là nếu mà có tự mài móng là có Melsi là tự mài móng, còn Siro với Pila thì không tự mài móng, thì chúng ta sẽ phải cắt đi cho chúng nó. Đây nhá, cắt thì đơn giản, Siro nằm yên. Cái cắt này là nó có một cái chốt. Nếu mà mọi người mà có dùng cái bấm móng tay mà bấm cho chúng nó ấy, thì chúng ta sẽ phải dùng cái bấm móng tay rất là to với giống chó to này, bởi vì cái móng chân của nó to và nó cứng lắm. Bấm cho Siro nhá. Cái bấm thì chúng ta phải bấm từ từ chứ chúng ta không thể bấm vội được. Cầm từng ngón một như thế này này. Đây. Yên Siro, yên anh bấm nhá. Siro hầm thế nhỉ. Yên nào, yên. Yên. Khi mà chạm vào cái móng của chúng nó là chúng nó cũng khó chịu chứ không phải không. Nào yên nào, anh bấm đi cho nó gọn, cho nó xinh. Đừng có hấp. Đây, sao đâu. Nằm xuống. Đây là không biết là có hay là hôm trước hỗ trợ em mới có bấm hộ không, làm Siro đau hay là như thế nào đấy, mà hôm nay lại Siro lại hơi phản ứng. Siro nằm dạng, nào. Đừng có vơ vẩn nha, đừng để anh phải dùng đến cái quy tắc nắm đấm nha. Nằm yên. Để anh bấm. Bấm thì không, tuyệt đối không được bấm vào cái móng thịt của chúng nó, chỉ bấm vào cái móng ấy thôi. Chỉ bấm cái móng chết thôi chứ không bấm vào móng thịt. Bấm vào móng thịt nó đau. Gọi là bấm vào móng tủy. Tốt nhất là chúng ta sẽ bấm từ từ chứ đừng có bấm vội, đừng bấm tham.
Với cái giống rốt này thì cái móng của nó màu đen, thành ra nó rất là khó để nhìn. Nhưng với các cái giống mà nó cái móng chân của nó có màu trắng thì nó sẽ rất là dễ nhìn cái móng thịt ở bên trong. Còn cái màu đen này thì chúng ta phải bấm lần thôi. Tốt nhất là chúng ta bấm đừng không để cho cái móng nó quá dài, chứ không cần phải bấm theo cái kiểu ngắn cũn đâu. Chúng ta phải giữ chắc cái ngón chân của con chó, bởi vì nếu mà chúng ta để cho cái ngón chân mà nó bị động ấy, thì bấm nó bị rung nó sẽ đau. Kiểu như là nó lung lung lay cái làm lung lay cái chân cái móng của nó là nó sẽ khó chịu lắm. Kiểu kiểu vậy. Yên nào, ở xin rồi. Yên, nằm yên đã xong đâu. Đưa cái chân của Siro đây. Siro đừng có vớ vẩn. Đừng để anh nói nhiều. Xong hai ngón. Nguyên tắc quan trọng nhất đấy là không làm chúng nó đau, và nếu mà làm chúng nó bấm mà không may mà nó có trượt mà làm chúng nó đau thì sau khi an ủi phải bấm tiếp và bấm không để làm cho chúng nó đau, để cho nó quên đi. Tức là cái kết thúc cuối cùng của mỗi lần bấm phải bằng không đau nhé, chứ kết thúc bằng đau là chúng nó sẽ nhớ mãi và lần sau rất là khó để mà có thể chúng nó nằm yên cho nó bấm được. Hoặc là khi chúng ta bấm là con chó nó sợ, nó căng thẳng, nó thế này thế kia, kiểu như vậy. Nó gầm người lên. Bấm kiểu đấy thì nhìn nó thương hại lắm. Ok, xong một chân, chân bên này. Không cần phải bấm quá ngắn làm gì cả. Bấm là để cho con chó nó đi lại, nó không bị vướng víu thôi, là ok rồi. Thường ấy, nếu mà bấm móng chân thì chúng nó là bấm xong là chúng nó sẽ ngủ luôn. Bởi vì là bấm từ từ và bấm không làm cho nó đau thì nó sẽ như thế. Chứ còn nếu mà bấm mà làm, ái da, cái này thừa hơi nhiều này. Nếu mà bấm mà làm chúng nó đau ấy thì là sẽ rất là khó. Bấm mà làm chúng nó đau là mỗi lần chúng nó nhìn thấy cái đồ bấm này là chúng nó ý kiến lắm. Cái nguyên tắc đấy là phải giữ. Mọi người nhớ nhá, bấm cho những cái giống chó mà móng chân nó màu đen nên là chúng ta đừng bấm cố. Đừng có cố bấm ngắn quá. Nó vào móng thịt nó một lần là nó đau là sau nó nhìn thấy cái bấm móng của nó chuồn ấy. Đây nhá, giả sử như là cái móng con rốt này, đây là quay như thế này thì cái cách làm rất là dễ này. Bấm ngắn bao nhiêu là đủ. Thì cái mặt dưới của cái móng ấy nó sẽ có một cái phần rỗng. Thì chúng ta bấm hết cái phần rỗng ấy đi thôi. Có thể chúng ta bấm ngoài sâu vào cái phần rỗng lên một chút, tức là ở bên dưới phần rỗng là cái phần đặc này thì nó có thể là nó là móng thịt rồi đấy. Thì chúng ta sẽ không được bấm theo cái kiểu là vào đến phần đặc đâu. Chúng ta chỉ bấm phần rỗng thôi, đó. Thì sẽ không bao giờ vào móng thịt của chúng nó. Còn nếu mà bấm sâu quá là nó có thể nó vào móng thịt. Mà bấm vào móng thịt là nó đau rồi thì sau là khoai lắm. Mà cái quan trọng là cái việc đấy nó cũng không không cần thiết là phải bấm đến mức mà bấm quá ngắn làm gì. Bởi vì chúng ta bấm là để cho con chó nó dễ đi lại. Yên, chưa xong. Mới xong có hai cái thôi.
Móng này của siro anh bấm hôm nào mà sao hôm nay nó đã có một cái độ dài này nhỉ? Dài gớm này. Hôm nay phải bấm đi nó phải tầm mấy phân? Chỉ cần bấm hơi sâu chút là có thể là nó vào móng thịt của nó rồi, nó sẽ đau. Nó có thể là nó rớm máu, nó chảy máu. Thực ra cái chảy máu đấy thì nó chẳng bao nhiêu máu đâu, nhưng mà quan trọng là như thế, là bấm vào cái móng tủy của nó là con chó nó bị đau. Không được. Đó, như phần này là bấm là hơi sâu lẹm vào một tí này, hơi sâu lẹm vào một tí móng thịt này, có một tí chấm, một tí chảy máu đỏ này, tí tẹo tèo tèo này. Nhưng mà khi mà nó chỉ một tí như thế thì con chó nó chưa bị đau, nhưng nếu mà vào sâu thêm là con chó nó sẽ bị đau. Không thấy mọi người có nhìn thấy không này, chấm đỏ tí tẹo tèo đó. Xong hai cái chân này nhá, đó thì mọi người có thể nhìn này, cái độ dài của móng này mọi người sẽ thấy này, cái móng này này, cái móng này là cái móng đây để nhìn như này cho rõ này nha, lấy cái nền trắng. Cái móng này là cái móng là có rớm máu một tí này, mọi người nhìn cái độ dài so với hai móng, ba móng này, mọi người sẽ thấy này, là những cái móng này cắt như thế này là nó cũng gần như là nó chạm đến cái điểm mà có thể bị chảy máu đấy, là cái móng này. Ok, xong rồi, xong cái chân bên đấy rồi, nằm xuống. Còn cái chân sau, một cái móng chân sau của Siro thì nó lại không quá dài, nó cũng mỏng, ngắn thôi, không cần phải bấm nhiều. Tức là chúng ta bấm là để cho con chó nó không bị vướng thôi, và con chó nó đỡ bị có cái tình trạng là bị gãy móng với này kia, vì móng nó quá dài và nó không bị vướng khi mà nó di chuyển. Chứ còn nếu mà con chó mà chân móng nó đã ngắn, nó tự mài rồi thì không cần phải bấm. Chứ không phải là con nào cũng cần bấm đâu. Và không phải ngón nào cũng cần bấm đây này, như mấy cái móng ở đằng sau là của Siro, là Siro mài móng rất là tốt đây này. Như thế này là Siro đã tự tự Siro mài cái chân sau của Siro, là cái móng chân sau của Siro là rất là ok. Móng chân trước là Siro để dài, thế móng móng chân sau của Siro thì tốt. Nào Yên nào, cái này vẫn cần phải cắt. Nào Yên 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 ừ. Siro Yên, nằm yên, nằm yên, nằm xuống, sắp xong, nằm xuống thế rất nhẹ nhàng. Yên nào ừ. Siro nào, nào Yên để anh bấm nhẹ mà, nằm không không không, nằm yên. Siro nằm yên đấy. Nó chúng con chó nó phải nằm, nó phải là ở cái diện thoải mái nhất thì mới được. Lùi lại, nằm yên đấy để anh bấm. Chưa được, đã được đâu. Sao lại một bên của Siro thì ngắn mà một bên của Siro thì dài nhỉ? Lạ nhỉ? Yên. Ok, Siro xong rồi đấy.
Ok, siro xong, siro xuống đi. Tí nữa rồi ạ. À. Con Messi đâu lên đây? Messi. Rồi siro xong rồi, siro nằm ở dưới đấy. Bây giờ đến lượt mẹ Messi. Messi nằm xuống. Rồi. Ok, nằm thế cũng được. Messi thì móng của Messi, Messi tự mài này, rất là tốt đấy, chứ không Messi là chỉ cần bấm mỗi cái ấy của Messi đi thôi, mỗi cái móng móng này là cái móng không mài được này. Cho mỗi cái móng này yên, đánh bấm nha. Yên. Ok, mấy cái móng này của Messi như thế này là mài, Messi mài như thế này là ô rất tốt rồi. Không cần phải bấm luôn. Ờ, à, cái này nữa. Đây là Messi tự mài nhá, là đã ok rồi, thế mới bảo là nó cái cắt móng của nó tùy từng con. Có những con thì phải cắt cho chúng nó, còn có những con thì không cần. À, có những con cho nó tự mài, thế chúng ta còn không cần phải cắt cho chúng nó luôn. Chứ không phải là con nào cũng cần phải cắt đâu. Và dài ngắn là ok, xong này. Đằng sau của Messi cũng không cần phải cắt luôn, để cắt cho cái đầu nhọn này cho nó đỡ nhọn đi thôi. Với cái móng chân của chó này thì nếu mà chúng nó tự mài móng nhá, khi mà chúng nó tự mài xuống dưới nền ấy, mà chúng nó tự mài chúng nó làm chảy máu ấy, thì chúng nó không đau nhá mọi người nhá. Khi chúng nó tự mài làm chúng nó chảy máu thì chúng nó không đau, bởi vì trong cái lúc mài đấy, yên để anh bấm. Trong cái lúc mài đấy thì nó cái cảm giác tì đấy, nó làm cho con chó nó như thế nào đấy, nó sẽ không đau. Và nó sẽ tự mài đến cái lúc nào mà nó đến cái điểm mòn của nó mà nó thấy tê chân hay như thế nào đấy thì nó sẽ tự dừng. Thế cho nên là thường ấy, khi mà con chó nó tự mài móng là cái móng của nó còn ngắn hơn là cái móng mà chúng ta cắt cho chúng nó. Ok, Messi xong rồi xuống. Xong rồi Messi xuống đây. Messi xong rồi. Xong rồi Messi đi xuống, con Pila lên đây. Hai mẹ con sinh rồi, hai mẹ con ngồi quả ở chỗ đây. Xong cái chân trước, xem chân sau xem nào. Sau này thì của Pila chỉ cần cắt qua hai móng là nó bị nứt này thôi. Ui giời, móng lại còn móng chết rồi đây này. Móng trong nó mọc ra rồi đây này. Rồi cắt không chạm một tí nào vào móng của Pila cả, vì Pila không phải sốt ruột. Không, yên. Này là móng bên ngoài nó bị nứt ra, móng bên trong nó mọc ra. Móng thịt, nhìn thấy móng thịt luôn đấy chứ không phải. Dấu hiệu của tuổi già. Nào xong rồi, thôi ok. Nào. Bây giờ chờ để anh đi, anh lấy cái hộp bánh cho mấy đứa ăn nào. Anh rửa tay rồi lấy cái hộp bánh cho mấy đứa ăn. Quét cái này đi đã.